Hôm trước thì có một cái bạn comment giới thiệu cho Phúc một cái quán bò lá lốp mở chài nằm ngay cặp đường ray, mà ăn xong thì nói thì các bạn phải nốt ngay cái quán này luôn nha. Mở chài nướng rất là ngon, bò lá lốp thì thịt nhiều, lá mỏng, rau tươi. Quán nướng bán không kịp luôn và chỉ bán chiều tối, mà Phúc để ý thì trong quán có nhiều cô chú lớn tuổi ăn lắm nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Chiều hôm nay thì Phúc sẽ đi review quán bò nướng lá lốp không thấy tên nhưng mà đông lắm. Đến đây thì khói bay nghi ngút luôn, thơm lắm nha. Nếu đi từ cầu Công Lý thì vừa đến đường ray thì các bạn vừa phải cặp đường ray vô chừng 20 m là thấy quán nằm ngay bên tay phải nha, tại số 80/23 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Nói thiệt là Phúc đảm bảo ai ban đầu nhìn vô giá là sẽ hơi bị sốc vì 80.000 đồng một phần, đồng giá hết các món, nhưng mà cái phần đem ra sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên vì đáng đồng tiền luôn. Tụi mình gọi hai phần, một phần bò lá lốp và một phần mỡ chài mà dĩa bự chảng luôn. Ngoài ra còn có bò nhúng giấm, nướng vị và chả đùm nữa nha. Cứ mỗi phần vậy là có 10 cục được rắc đầu phồng lên trên, nhìn đẹp và ngon lắm. Ở đây thì quán mang ra mắm nêm, ai ăn nước mắm chua ngọt thì quán mang ra thêm cũng ngon lắm. Ở đây thì rau tươi, bún bánh tráng, đồ chua là quán để riêng từng phần nha. Tránh ăn không hết rồi để dính tùm lum, rau tươi và sạch lắm. Dĩa đồ chua thì có củ sắn, cà rốt, chuối chát, khế chua và dưa leo giá. Mấy cái thứ này cuộn lại rồi ăn chung với lại rau khá là ngon. Cái lối đi vô quán thì nhỏ, có mấy chú đứng giữa xe phía trước miễn phí, bên trong thì nở hậu, có sân cho nên ngồi cũng sáng. Một cái điểm trừ là bị bí ở phía bên trong cho nên hơi khói, mệt nghỉ luôn. Tối hôm nay thì Phúc gọi hai phần vì chứ tụi mình ăn không có hết, cho nên nếu mà các bạn đi ba người thì nên gọi hai phần sẽ hợp lý hơn nha. Khúc cuối thì quán mang ra rau câu và bánh plăng để tráng miệng, cũng 5-6 ngàn đồng một phần á. Bánh plăng thì ngon, rau câu thì hơi lạc. Các bạn đừng quên nốt lại quán này để có thêm nhiều thông tin quán ngon ở Sài Gòn nha.